Kính chào quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới. Ngọc Trang rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin nóng thứ ba ngày 24 tháng 11. Bản tin ngày hôm nay gồm có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Đội trưởng thanh tra giao thông lái ô tô ngược chiều, tông tử vong nữ lao công. Truy tố 10 lãnh đạo và cán bộ trường Đại học Đông Đô cấp gần 200 bằng tiếng Anh giả. Quảng Trị đã có 4 người tử vong liên quan đến bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Tin nóng nổ súng kinh hoàng tại Thái Bình. Tổng thống Trump cho phép GSA thực hiện giao thức chuyển giao quyền lực cho ông Biden. Khoảng 762.000 người xin bỏ phiếu vắng mặt trong cuộc đua cuối cùng vào Thượng viện. Bang Michigan xác nhận kết quả bầu cử. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một lãnh đạo phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chị Vũ Thị L, sinh năm 1982, quê quán ở Tiên Lữ, Hưng Yên, công nhân công ty môi trường đô thị thành phố Hưng Yên tử vong. Sự việc xảy ra vào tối muộn ngày 22 tháng 11, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 89A10455 do ông Vũ Văn Vương là thanh tra viên thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên điều khiển đi ngược chiều từ chợ Đầu, huyện Tiên Lữ về chợ Gạo, thành phố Hưng Yên. Khi đi đến trước số nhà 205 đường Lê Văn Lương đã tông trúng phải chiếc xe máy do chị L điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, ông Vương rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, ông ra trình diện cơ quan chức năng. Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu ông Vương viết tường trình, kiểm điểm và quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cơ quan này đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 10 bị can, nguyên là lãnh đạo, cán bộ trường Đại học Đông Đô về tội giả mạo trong công tác. Danh tính các bị can gồm Dương Văn Hòa, sinh năm 1983, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô, Trần Kim Oanh, sinh năm 1978, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô, Lê Ngọc Hà, sinh năm 1978, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô, Trần Ngọc Quang, sinh năm 1962, nguyên phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô, Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1986, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán trường Đại học Đông Đô, Phạm Vân Thùy, sinh năm 1981, Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1983, Nguyễn Thị Ngọc Thái, sinh năm 1988, Ngô Quang Hiển, sinh năm 1978 và Lê Thị Lương, sinh năm 1996, cùng nguyên là cán bộ trường Đại học Đông Đô. Kết luận điều tra xác định, các bị can là lãnh đạo, nhân viên nhà trường đã câu kết lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi cấp hàng trăm văn bằng 2 tiếng Anh giả. Trong đó, bị can Dương Văn Hòa, hiệu trưởng nhà trường đã lợi dụng chức vụ tại trường Đại học Đông Đô, ký bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy giả để cấp cho 193 cá nhân. Các bị can đã hưởng lợi cá nhân hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án này. Ngày 24 tháng 11 hôm nay, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 23 tháng 11, bệnh viện ghi nhận 30 ca bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đặc biệt, từ ngày 14 tháng 10, sau đợt lũ đầu tiên xảy ra tại Quảng Trị đến nay, có 24 người bị nhiễm bệnh Whitmore. Trong 30 ca bệnh bị nhiễm khuẩn vi khuẩn ăn thịt người, đã có 4 ca tử vong, trong đó có 1 người tại Hải Phòng và 3 người tại Quảng Trị. Để đối phó với bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng. Sử dụng giày dép và găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất và nước bẩn, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị. Theo báo Đời sống Pháp luật, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 23 tháng 11 hôm qua tại trạm thu phí huyện Kiến Sương. Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm trên, anh BHH 19 tuổi, trú ở xã Bình Minh, huyện Kiến Sương, từ xe ô tô xuống quán nước gần trạm thu phí huyện Kiến Sương thì bị một kẻ lạ mặt dùng súng hoa cải bắn vào người. Kẻ lạ mặt này đi trên xe khách chưa rõ biển số, có gắn logo của nhà xe DT chạy tuyến Thái Bình, Hà Nội.
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời đi. Anh Hát ngã gục tại hiện trường và được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy anh Hát bị đạn hoa cải găm chi chít tại vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái. Do vùng phổi của nạn nhân xuất hiện dày đặc vết đạn nên được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để điều trị. Hiện Công an huyện Kiến Sương đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, vây bắt hung thủ gây ra vụ nổ súng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 23 tháng 11 hôm qua cho biết, ông sẽ cho phép người đứng đầu cơ quan dịch vụ tổng hợp GSA, Emily Murphy, bắt đầu các bước đầu tiên cho quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden. Tổng thống Trump cho biết trên Twitter về sự việc này, ông viết, "Tôi muốn cảm ơn Emily Murphy tại GSA vì sự cống hiến bền bỉ và lòng trung thành của bà đối với đất nước chúng ta. Bà đã bị quấy rối, đe dọa và lạm dụng, và tôi không muốn thấy điều này xảy ra với bà ấy, gia đình bà ấy hoặc nhân viên của GSA. Về trường hợp chúng ta tiếp tục mạnh mẽ, chúng ta tiếp tục chiến đấu đầy ý chí và tôi tin rằng chúng ta sẽ thắng thế. Tuy nhiên, vì lợi ích cao nhất của đất nước, tôi đề nghị Emily và đội ngũ của bà làm những gì cần làm liên quan đến các giao thức ban đầu và đã yêu cầu đội ngũ của tôi làm điều tương tự." Theo hãng tin Breitbart, Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố sau khi bà Murphy thông báo trong một bức thư về quyết định thực hiện quá trình chuyển tiếp nguồn lực sẵn có cho ông Biden và đội ngũ, mặc dù cuộc bầu cử chưa được cử tri đoàn chính thức xác nhận. Theo Atlanta Journal Constitution, trong cuộc họp của Hội đồng bầu cử ngày 23 tháng 11 hôm qua, cố vấn trưởng cho thư ký trưởng tiểu bang Georgia, ông Ryan Germany, cho biết khoảng 762.000 người đã yêu cầu được bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc đua cuối cùng vào ghế thượng viện sắp tới ở tiểu bang Georgia để quyết định xem đảng nào sẽ chiếm đa số trong thượng viện. Cuộc đua cuối cùng cho hai ghế thượng viện của Georgia diễn ra sau khi không có ứng cử viên nào đạt được 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Các thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa Kelly Loeffler và David Perdue sẽ một lần nữa đối đầu với những đối thủ Đảng Dân Chủ lần lượt là Linh Mục Raphael Warnock và John Ossoff vào hôm 5 tháng 1 năm 2021. Cả hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đều lập luận rằng họ cần phải tái đắc cử để ngăn Đảng Dân Chủ thâu tóm quyền lực nhằm thực hiện chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa. Đài CNN đưa tin Hội đồng bầu cử bang Michigan đã bỏ phiếu để xác nhận kết quả cuộc bầu cử của bang này vào tối ngày hôm qua 23 tháng 11, tức sáng ngày 24 tháng 11 tại Việt Nam. Dù cho trước đó Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi tạm hoãn vì các cáo buộc bất thường trong cuộc bầu cử, thành viên Knox Sinclair của Đảng Cộng Hòa trong hội đồng này đã bỏ phiếu trắng. Một thành viên Đảng Cộng Hòa khác là Phó Chủ tịch Aaron Van Langero đã cùng xác nhận kết quả với hai thành viên Đảng Dân Chủ. Trả lời các hãng tin trước đó, ông Sinclair khẳng định sẽ không bỏ phiếu xác nhận kết quả bầu cử vì vợ ông là bà Mary nằm trong số hơn 100 người đã nộp bản lời khai có tuyên thệ để ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Các bản khai này nêu rõ cáo buộc có hành vi sai trái ở hạt Wayne và thành phố Detroit. Cuộc biểu quyết của Hội đồng Canvasser là một phần trong hàng loạt các bước cần thiết để xác định kết quả cuộc bầu cử. Dữ liệu cho thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Trump với 150.000 phiếu tại Michigan. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong bản tin nóng ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những phút giây thư giãn trong phần Nhân Sinh Cảm Ngộ quý vị nhé! Và phần Nhân Sinh Cảm Ngộ ngày hôm nay có chủ đề Làm Sao Để Trưởng Thành. Thưa quý vị, đối với nhiều người chúng ta, sự thành công trong sự nghiệp và cuộc sống là mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời. Có lẽ để đạt tới thành công đó không quá khó khăn. Tuy nhiên, để bản thân thực sự trưởng thành qua thời gian, đặc biệt sự trưởng thành trong tính cách, tâm hồn là việc vô cùng khó khăn. Một người có trưởng thành hay không, kỳ thực không thể dùng tuổi tác nhiều hay ít của họ để đánh giá nhìn nhận. Có những người tuổi đã cao nhưng cách hành xử và những suy nghĩ trong tâm của người ấy vẫn hời hợt, thậm chí trống rỗng. Nhưng có những người tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất chín chắn, suy nghĩ cân nhắc thấu đáo, kỹ càng. Có người khi đối diện với bất kể chuyện gì cũng đều yên tĩnh, trầm lặng. Có những người khi bị người khác bình luận thì không phân bua, khi bị người khác đặt điều thị phi thì im lặng, không vội vàng giải thích. Họ im lặng không phải vì sợ, cũng không phải vì nhu nhược hèn yếu, mà muốn để thời gian chứng minh tất cả.
một người khi càng trưởng thành sẽ càng thấu hiểu cuộc đời, không những biết khoan dung bản thân mà còn có thể khoan dung với người khác, thậm chí khoan dung ngay với cả kẻ thù của mình. Có câu rằng, biển có thể thu nạp 100.000 sông nên mới trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang thất tình lục dục mới có thể giữ mình cương trực. Đây cũng là nói đến trí huệ của lòng bao dung, cũng chính là để nói, khoan dung với lỗi lầm của người khác thực ra chính là một cánh cửa giải thoát cho chính mình. Hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn trong phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, rất nhiều khán giả sau khi nghe chúng tôi chia sẻ về một liệu pháp để tăng sức đề kháng, giảm stress đã để lại bình luận hỏi về phương pháp này. Và để có câu trả lời rõ hơn về luyện tập khí công như thế nào tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, quý vị hãy tham gia group và fanpage của Hành Trình Tương Lai hoặc Facebook của Ngọc Trang là Nguyễn Ngọc Trang viết có dấu và có tích màu xanh. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trên kênh Hành Trình Tương Lai dự báo thời tiết và bản tin sáng ngày mai.